Hai hạt mầm quý. Sang ơi, dậy làm việc tiếp đi chứ. Ây chà, mới chợp mắt một cái mà cậu đã gọi dậy. Sắp tối rồi đấy, cậu bảo nghỉ một tí mà ngủ luôn từ bấy đến giờ. Có làm thế chứ làm nữa thì cả đời chúng ta vẫn nghèo rớt ra thôi. Cố gắng mà làm gì? Cậu bảo biết làm thế nào, thôi thì được đến đâu hay đến đấy vậy. Hay là chúng ta thử lên kinh một chuyến xem có cách gì đổi đời không? Chứ cứ lang bạc đi làm thuê thì bao giờ mới ngóc đầu lên được. Cậu nói cũng phải. Chưa cứ quần quật làm thuê bao nhiêu năm rồi mà vẫn nghèo kiết xác, chẳng dám lấy vợ. Thế thì còn chờ gì nữa, ngày mai đi luôn thôi. Được, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm. Mệt quá, chúng ta dừng chân một lát đi. Mình không bước nổi nữa rồi. Mình cũng thế, mệt bở hơi tai. Nghĩ cái đã. Con chim chết tiệt kia, vừa chợp mắt thì lại bị mày làm tỉnh giấc. Có chuyện gì mà cậu tức tối thế? Chim với chóc, nó ăn quả trên cây làm rơi trúng đầu mình. Khoan đã, mình vừa nằm mơ được ông tiên cho hạt giống quý. Ông ấy còn bảo có hạt giống ấy thì sẽ được no ấm, hạnh phúc. Lẽ nào chính là hạt giống của trái cây mà chim đánh rơi này? Thật hả? Thế thì đúng rồi, đúng là ông trời rủ lòng thương chúng ta. Đây, cậu xem. Nếu đúng là hạt giống này thì tốt quá. Không bỏ công chúng ta lặn lội đường xá xa xôi. Từ nay chẳng cần đi làm thuê nữa. Chúng ta ai về quê người ấy thôi. Phải đấy. Đường về quê cậu còn xa. Đi cẩn thận nhé. Có gì nhớ báo tin cho mình đấy. Con ơi, giờ này mà vẫn còn ngồi đây được ư? Mau ra mà xem, ruộng lúa sắp chết héo vì không có nước kia kìa. Mẹ không thấy con đang làm việc trọng đại hay sao? Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, hạt giống này sẽ đem lại hạnh phúc cả đời cho mẹ con ta. Mày bị quỷ ám rồi, chả chịu làm ăn gì, cứ ngồi ôm lấy cái lọ, rồi có ngày chết đói thôi con ạ. À. Hai năm sau. À, đau quá. Mẹ có sao không? Để con xem nào. Không sao đâu con, tại mẹ không cẩn thận. Mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng khâu áo từ sáng tới tối. Chiếc áo mẹ mặc đã cũ lắm rồi, sao mẹ không mặc áo mới đi? Con xem, nhà ta nghèo, làm gì có tiền mua áo mới. Đây là áo mẹ làm thuê cho người ta để lấy tiền. Con không thấy nhà mình ngày càng thiếu thốn hay sao? Lạ thật, con vẫn ngày đêm cầu nguyện hết sức thành tâm. Vậy mà sao mẹ con mình vẫn phải cơ cực thế này? Cả ngày, con chỉ ôm lấy cái lọ hạt giống. Có làm lụng gì đâu, mẹ thì già yếu rồi. Thử hỏi, lấy đâu mà khá lên được? Không thể thế được. Rõ ràng ông tiên bảo có hạt giống này sẽ được sung sướng, hạnh phúc. Để mai con sang thăm nhà cậu bạn một chuyến xem tình hình thế nào.
cậu Nhẫn chuyển đi đâu mất rồi? Không biết ai mới chuyển đến mà khang trang thế nhỉ? Chào anh. Anh tìm ai ạ? À, tôi nhầm nhà. Tôi tới thăm nhà người bạn cũ. Trước anh ấy ở đây, nhưng chắc là chuyển đi rồi. Nhà anh Nhẫn ấy, cô có biết anh ấy chuyển đi đâu không? Anh Nhẫn ư? Chồng em vẫn ở đây từ trước mà, đâu có chuyển đi đâu. Mời anh vào nhà chơi. Trời ơi, cô là vợ cậu ấy ư? Vâng, mời anh vào nhà, chồng em đang ở nhà đấy. Trời ơi, lâu lắm mới gặp cậu. Cậu dạo này thế nào rồi? Hôm nay mới biết cậu đã lấy vợ, lại còn xây được ngôi nhà to thế này, mình suýt không nhận ra. Mình thì vẫn thế, nghèo vẫn hoàn nghèo, chả khá lên được tí nào. Sao lại thế? Có hạt giống rồi mà cậu vẫn thế sao? Từ ngày đem hạt giống về, mình thấy mọi việc suôn sẻ lắm mà. Cậu nhìn xem. Đem hạt giống về, mình gieo thành cây, rồi chăm sóc ngày đêm. Cây cho quả ăn rất ngon cậu ạ. Thế là mình nhân giống ra khắp vườn, ngày ngày bán hoa quả cũng dành dụm được ít tiền. Năm ngoái mình cưới vợ, hai vợ chồng bảo nhau tu chí làm ăn nên càng khấm khá hơn. Nhờ hạt giống ấy ư? Đúng thế. Nếu không có nó thì làm gì mình đã được như ngày hôm nay. Mình hiểu rồi. Phải chịu khó làm ăn mới mong được hạnh phúc, no đủ. Đằng này mình lại để hạt giống vào lọ, suốt ngày cầu khấn, chờ lộc đến. Đúng là hạnh phúc ở chính bàn tay lao động của mình. Có lẽ phải xin cậu vài hạt giống về làm lại từ đầu mới được. Chà, xong hết rồi đây. Huy ơi, Huy ơi, tắm xong chưa xuống ăn cơm đi con. Quái lạ, thằng bé lại chạy đi đâu rồi nhỉ? Trời! Mãi vẫn cứ chứng nào tật nấy thế này. Chẳng hiểu thằng bé đi đâu không biết. Ơ, mẹ, mẹ làm gì mà đứng ngoài này thế? Con còn hỏi à? Tuần sau thi học kỳ rồi mà giờ con còn đi chơi được. Mẹ đã bảo con tranh thủ tắm giặt, mẹ nấu cơm, ăn cơm sớm để con học bài. Ai cho con trốn ra ngoài chơi? Mai con bắt đầu học cũng có sao đâu ạ. Mai sáng sớm ngủ dậy, tinh thần tỉnh táo, học mới nhanh thuộc bài chứ mẹ. Huy, cũng chỉ là từ ngày mai, con có biết trong đời xảy ra bao nhiêu chuyện không? Hôm nay, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về ngày mai không bao giờ có cả. Sao lại thế hả mẹ? Mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện về một quán ăn nọ với tấm biển ngày mai ăn không phải trả tiền, rồi con sẽ hiểu. Ngày mai ăn không phải trả tiền. Ê chà, quán mới khai trương có khác. Phải đấy, nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Vậy mai tao quay lại để được ăn miễn phí đi mọi người. Nhất trí. Ngày hôm sau. Mời quý khách ghé vào thưởng thức ạ. Cô Mai đâu? Mau xếp bàn cho mấy vị này đi. Dạ, có ngay đi ạ. Ông chủ tốt bụng quá. Cảm ơn ông chủ nhé. Ăn đi, ăn thật nhiều vào các anh. Hôm nay miễn phí cơ mà. Phải đấy, chẳng mấy khi. Ông chủ, cho chúng tôi gọi thêm mấy món nữa nào. Tôi tới ngay đi ạ. Ngon, ngon tuyệt. Miễn phí lại càng ngon. Phải đấy. Thôi, ta về đi. Ấy, xin quý khách thanh toán trước khi ra về ạ. Sao? Sao lại thanh toán tiền? Chẳng phải đã nói hôm nay miễn phí đấy sao? Phải đấy, tấm biển vẫn còn lù lù kia là gì? Vâng, đúng là thế. Nhưng phiền hai vị đọc kỹ lại tấm biển đi ạ. Ngày mai ăn không phải trả tiền. Rõ ràng viết thế còn gì. Chính vì hôm qua đọc được tấm biển này nên hôm nay chúng tôi mới tới đây chứ. Đây nhé, rõ ràng tấm biển nói ngày mai cơ mà. Vì thế, hôm nay hai vị vui lòng vẫn thanh toán giúp chúng tôi nhé. Hả? Nếu nói vậy thì khách hàng chẳng bao giờ được ăn miễn phí hả mẹ? Đúng thế, bởi cái ngày mai của họ là không bao giờ. Cũng như con, nếu con bảo rằng ngày mai sẽ học hành tử tế, sẽ ôn bài cẩn thận, thì coi chừng đó có thể là lời hứa hẹn suông mà thôi.
ngày mai của con rất có thể cũng sẽ giống như ngày mai trong câu chuyện kia. Vậy thì những gì có thể làm được bây giờ, chúng ta hãy bắt tay làm liền, chứ đừng hẹn vào ngày mai, là một ngày chỉ có trong ảo tưởng mà thôi. Mẹ, con hiểu rồi, con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không thế nữa. Giờ con tắm xong, mẹ con mình ăn tối, rồi con sẽ học bài ngay mẹ. Việc hôm nay chớ để ngày mai mẹ nhỉ. Phải rồi, con mẹ ngoan lắm. La 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 la, la 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 la. Trời nắng, thò đi tắm nắng. Vươn vai, thò vùng đôi tai. Yeah! Ôi, thế là xong, ngôi nhà nhỏ mới xinh đẹp làm sao. Thế là xong, ngôi nhà gỗ xinh đẹp. Thỏ anh và thỏ em chắc sẽ phải ngưỡng mộ ngôi nhà của mình lắm đây. Ôi, nhìn kìa, sao ngôi nhà của anh cả trông buồn cười thế? Phải đấy, trông nó xù xì thô ráp quá đi mất. Anh cả ơi, sao anh không xây một ngôi nhà bằng rơm như của em ấy? Hoặc một ngôi nhà gỗ như của em cũng rất đẹp đấy. Ồ, hai em đấy à? Anh phải làm cho chắc, kẻo mưa gió nó đổ thì phiền. Anh cứ lo xa. Thế thì bao giờ anh mới làm xong nhà chứ? Mùa đông sắp đến rồi, anh không biết sao? Phải đấy, thừa thời gian em sẽ đi kiếm thêm ít rơm để làm thêm một cái giường thật êm. Mùa đông đến, em sẽ chẳng phải đi đâu cả, chỉ cần nằm trên giường thôi. Còn anh, bây giờ anh sẽ đi kiếm thêm ít gỗ nữa, về dựng thêm một cái bếp nho nhỏ cạnh nhà. Mùa đông tới, còn gì tuyệt vời hơn ngồi trong nhà nhâm nhi nồi súp cà rốt nóng chứ. Khéo tới lúc anh em mình làm xong cả giường và bếp rồi, anh cả vẫn chưa xây xong nhà cũng nên. Xong rồi, chiếc giường thân yêu của ta. Ôi, vậy là từ nay mình có thể nấu súp cà rốt rồi. Đã có chăn ấm giường êm rồi, mình sợ gì mưa lạnh chứ? Anh hai ơi, giúp em với. Ơ kìa, thỏ em, mau mau vào đây. Nóc nhà của em bị gió hất tung rồi. Trời, thật vậy sao? Mà thôi, em đừng sợ. Em cứ ở đây với anh, nhà của anh chắc chắn lắm. Em ăn đi cho nóng. Ôi, sao thế nhỉ? Thôi chết, nhà của anh cũng sắp sập rồi, chúng ta mau chạy thôi. Anh cả ơi, anh cả, giúp chúng em với. Hai em sao thế, mau vào nhà đi. Nhà anh chưa kịp mắc điện, chỉ có nến thôi, hai em dùng tạm nhé. Nhà của em bị bay mất nóc rồi, còn nhà em cũng sập mất rồi. Anh đã bảo phải làm cho chắc vào mà. Thôi, đừng sợ nữa hai em, nhà của anh chắc lắm, mưa gió không làm gì được đâu. May mà có ngôi nhà gạch của anh, chúng em xin lỗi vì hôm trước đã chê cười anh. Ngày mai, khi nào trời hết mưa, anh dạy chúng em xây nhà gạch với nhé. Được rồi, khi nào tạnh mưa, ba anh em mình sẽ cùng xây nhà mới. Kèm thấy đấy, một ngôi nhà đẹp cũng tốt, nhưng một ngôi nhà chắc chắn thì cần thiết hơn nhiều, phải không nào? Dạ, chúng em hiểu rồi ạ. Chúng em xin lỗi vì đã chê cười anh. Like kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.